Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn bất kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe Thái Chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Phật nói kinh Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát. Hán dịch không rõ tên người dịch. Ngài Bất Không Tam Tạng Phụng Chiếu Dịch. Việt dịch Huyền Thanh. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Phật ngự tại núi Khư Đà La cùng với chúng đại tỳ khưu cùng 1.200.000 người đến dự. Bồ Tát gồm có 36.000 người đến dự. Tất cả chư thiên với hàng rồng, dạ xoa, người, phi nhân, các hàng luân phương, kim luân, ngân luân từ 10 phương đến. Bây giờ Đức Thế Tôn nói hạnh vô y của Đại Thừa đó xong, thời có vị Đế Thích tên là Vô Cấu Sinh. Bạch Phật rằng, con muốn hộ giúp cho đời, nếu sau khi Đức Phật diệt độ, làm thế nào để nhổ bức, giúp cứu giúp cho chúng sinh trong thời mạt pháp? Đức Phật bảo Đế Thích, có một vị Bồ Tát tên là Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát. Mỗi ngày, chỉ buổi sáng sớm nhập vào các định, dạo chơi hóa độ rồi đi giáo hóa các nẻo, nhổ bức nỗi khổ ban cho niềm vui. Nếu bị rơi lại trong ba đường ác, đối với Bồ Tát này mà nhìn thấy hình thể, nghe được tên gọi thì sẽ sinh vào cõi người trời hoặc sinh về tịnh thổ. Người ở trong ba đường lành cùng với Bồ Tát đó sẽ được 10 loại phước. 1. Người nữ sinh đẻ thuận lợi. 2. Đầy đủ thân căn. 3. Đều trừ hết mọi bệnh. 4. Thọ mệnh lâu dài. 5. Thông minh trí tuệ. 6. Tài bảo dư thừa. 7. Mọi người kính yêu. 8. Lúa gạo được mùa. 9. Thân minh gia hộ. 10. Chứng đại bồ đề. Cũng trừ diệt 8 sự sợ hãi lớn. 1. Gió mưa tùy theo thời. 2. Nước khác chẳng khởi binh. 3. Nước của mình chẳng có kẻ làm phản. 4. Mặt trời mặt trăng chẳng bị ăn nuốt. 5. Tinh tú chẳng biến đổi so với lẽ thường. 6. Quỷ thần chẳng đi đến. 7. Đói khát chẳng hưng khởi. 8. Người dân không có bệnh. Đức Phật bảo Đế Thích, ở đời vị lai nó có chúng sinh thọ trì kinh này, cung kính cúng dường vị Bồ Tát đó, thì bên trong 100 giới tuần không có các tai vạ, mộng ác, tướng ác, các điều chẳng tốt lành. Hàng võng lượng quỷ thần có bệnh đồ vĩnh viễn chẳng được dịp thuận tiện để hãm hại. Thiên cẩu, thổ công, đại tuế thần cung, sơn thần, mộc thần, giang hải thần, thủy thần, hỏa thần, cầm ngạ thần, trũng thần, xà thần, chú trớ thần, linh thần, lộ thần, táo trạch thần. Nếu nghe kinh này, tên của vị Bồ Tát đó sẽ nôn ra khí tà, từ ngồi bổn không mau chứng Bồ Đề. Khi ấy Đế Thích bạch Phật rằng, Thế Tôn, Diên Mệnh Bồ Tát làm thế nào để cảm hóa xấu nẻo, cứu độ cho chúng sinh? Đức Phật bảo Đế Thích, này thì nam tử, tất cả pháp không tịch, chẳng trụ sinh diệt, tùy theo duyên sinh, cho nên sắc thân chẳng giống nhau, tích dục vô lượng, vì có độ khắp cả nên Diên Mệnh Bồ Tát. 1. Hoặc hiện thân Phật. 2. Hoặc hiện thân Bồ Tát. 3. Hoặc hiện thân Bích Chi Phật. 4. Hoặc hiện thân Thanh Văn. 5. Hoặc hiện thân Phạm Vương. 6. Hoặc hiện thân Đế Thích. 8. Hoặc hiện thân Tỳ Sa Môn. 9. Hoặc hiện thân Mặt Trời, Mặt Trăng. 10. Hoặc hiện thân 5 vì sao. 11. Hoặc hiện thân 7 vì sao. 12. Hoặc hiện thân 9 vì sao. 13. Hoặc hiện thân Chư Luân Thánh Vương. 14. Hoặc hiện thân Tiểu Vương. 15. Hoặc hiện thân Trưởng Giả. 16. Hoặc hiện thân Cư Sĩ. 17. Hoặc hiện thân Tệ Quan. 18. Hoặc hiện thân Phụ Nữ. 19. Hoặc hiện thân Tỳ Khưu, thân Tỳ Khưu Ni, thân Ưu Bà Tát, thân Ưu Bà Di. 20. Hoặc hiện thân của hàng trời đồng Dạ Xoa, người phi nhân. 21. Hoặc hiện thân Y Vương. 22. Hoặc hiện thân cỏ thuốc. 23. Hoặc hiện thân người đi buôn. 24. Hoặc hiện thân người làm ruộng. 25. Hoặc hiện thân voi chúa. 26. Hoặc hiện thân sư tử chúa. 27. Hoặc hiện thân bò chúa. 28. Hoặc hiện thân hình con ngựa. 29. Hoặc hiện hình đại địa. 30. Hoặc hình núi vua. 31. Hoặc hiện hình biển lớn. 32. Hết thảy 5 loại hình thuộc 4 cách sinh, trứng thai, ẩm thấp biến hóa, trong bao cõi không có gì chẳng biểu hiện được. Như thế là tự thể của pháp thân,
của Chiên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát biến ra, hiện chủng chủng thân, du hành giáo hóa sáu ngã, độ thoát chúng sinh, hay dùng một tâm thiện phá ba cõi, hữu lậu cũng bởi một thiện tâm. Nếu chúng sinh đời vị lai không hay phát tâm tinh hướng, chỉ cần một lòng lễ bái cúng dường Chiên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát, thì dấu gậy chẳng thể chạm đến, chất độc chẳng thể gây hại, nhóm yểm mị chú trớ khởi thi quỷ hay quay trở lại dính vào người gây ra, như nhổ nước miếng lên trời, ném tro hướng về gió đều quay. Lúc đó Đế Thích bạch Phật rằng: Thế Tôn, vì sao gọi là Chiên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát? Tướng ấy như thế nào? Đức Phật bảo: Thiên Đế, này thiện nam tử, tâm của Bồ Tát chân thiện vốn tròn sáng, vì tội đó như lý uẩn, như ý luân, trong sạch không có trở ngại, cho nên gọi là quán tự tại. Vì tâm không có sinh diệt, cho nên gọi là duyên mệnh. Vì tâm không có tội phá, cho nên gọi là địa tạng. Vì tâm không có bờ mé, cho nên gọi là đại Bồ Tát. Vì tâm không có sắc tướng, cho nên gọi là ma ha tát. Các ông nên tin nhận tâm không có chỗ khác, đừng khiến cho quên mất. Khi ấy đại địa chấn động theo sáu cách, Chiên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát từ mặt đất hiện lên, gối bên hữu quỳ thẳng, cánh tay và bàn tay ngang vai, gối bên tả duỗi xuống, tay cầm tích trượng mà bạch Phật rằng: Con mỗi ngày cứ buổi sáng sớm thì nhập thiền định, đi vào các địa ngục, khiến cho chúng sinh ly hết khổ nạn. Đời này và đời sau, thế giới nào không có Phật, con cũng có thể dắt dẫn chỉ đường và tế độ cho chúng. Nếu Phật diệt độ về sau này, tất cả nam nữ muốn được con ban phúc cho, không cần hỏi ngày xấu hay tốt, sạch hay không sạch, chỉ cần người ấy hiếu dưỡng với phụ mẫu, kính thờ sư trưởng, nói năng và khí sắc lúc nào cũng thường hòa, không làm oan người dân, không giết hại sinh mạng, không phạm tà dâm, hoặc 10 ngày trai, hoặc 6 ngày trai. Ngày 18, ngày 24, chí tâm thành kính, chuyển đọc kinh này, xưng tên của con. Thì con lấy pháp nhãn và uy thần, liền chuyển nghiệp báo, khiến được quả trong đời này, trừ dứt tội vô gián, là được chứng đạo Bồ Đề. Con từ thời quá khứ, không biết bao nhiêu kiếp số tới nay, thấy tất cả chúng sinh trong lục đạo đồng một thể pháp tánh, không trước không sau, không sai không khác, bởi nghiệp vô minh mà thấy các tướng khác nhau, sanh trụ trì diệt, lúc được lúc mất, khởi niệm bất thiện, tạo mọi nghiệp ác, vòng quanh lục thú, kiếp kiếp cùng làm cha mẹ với nhau, đời đời cùng là anh em quyến thuộc, hết thảy đều thành Phật cả. Sư con thành Phật, nếu còn sót một người nào chưa độ, con thì chưa thành Phật. Nếu chúng sinh nào biết được bổn nguyện của con, đời này và đời sau, có sở cầu sự gì không được thỏa mãn, thì con thề không thành chánh giác. Bây giờ Đức Phật khen Chiên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát: lành thay, chân thiện nam tử. Sau khi ta diệt độ chúng sinh có tội khổ trong đời ác của thời vị lai, ta giao phó cho ông, đời này đời sau khéo hay dẫn lối, chẳng bị rơi vào nẻo ác trong khoảng bốn ngón tay, huống chi là rơi vào địa ngục A Tỳ. Chiên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Xin Đức Thế Tôn đừng lo, con sẽ cứu vớt chúng sinh trong sáu nẻo. Nếu có tội khổ thì con sẽ nhận thay nỗi khổ ấy, nếu chẳng như thế thì con chẳng nhận lấy chánh giác. Thời Đức Thế Tôn lại dùng kệ khen rằng: Có hữu tình như bạn, chúng sinh lúc sanh thời, ông sẽ là mạng chúng sinh khi mạng chung, ông lại làm đạo sư, chúng sinh chẳng hiểu biết, vô phước mà chết yểu. Ta diệt độ về sau, ở trong thời mạt pháp, quốc độ nhiều tai khởi, nhân vương bất chính loạn, giật phương các kéo đến, đa binh khởi chiến trận, chỉ nên nhớ tưởng niệm Chiên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát, đời này và đời sau cầu gì không mãn nguyện, không đúng ta thuyết giáo thực là không có lý. Khi ấy tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu lần, văn thù sư đại Bồ Tát, phổ hiền Bồ Tát, kim cương tạng Bồ Tát, hư không tạng Bồ Tát, thánh quán tự tại Bồ Tát, nhóm ma ha tát khác miệng cùng lời bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng sinh đời vị lai đã nghe thấy kinh này, danh hiệu Bồ Tát Chiên Mệnh Địa Tạng, thì chúng con cũng đều tùy thuận người đó và hiện ở trước người đó, làm cho tâm nhãn thấy rõ, có cầu việc gì cũng được viên mãn.
Nếu không được như thế thì lũ chúng con thề không thành chánh giác. Lúc đó Phạm Vương Đế Thích, bốn vị đại thiên vương tuôn mưa hoa của các cõi trời cúng dường Đức Như Lai rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng sinh đời vị lai nếu tự tâm chánh, chẳng tranh giành phải trái, chẳng buông bỏ thượng phạt, trì cái này niệm Bồ Tát này, thì chúng con và quyến thuộc đều ủng hộ người đó ngày đêm chẳng lìa. Khi cho đất nước ấy trong 100 do tuần không có các tai nạn, người dân của nước ấy khiến được an ổn, lúa má được mùa, đầy đủ sự mong cầu. Nếu chẳng như thế thì chúng con chẳng đáng được tên gọi hộ thế, chẳng quay về bản giác và cũng không bao giờ trở lại được tánh bản giác. Tâm của viên mãn Địa Tạng Bồ Tát. Một vị tên là Chưởng Thiện ở bên trái, màu trắng, cầm hoa sen trắng, điều ngự pháp tính. Một vị tên là Chưởng Ác ở bên phải, màu đỏ, cầm chỉ kim cương, giáng phục vô minh. Đức Phật bảo đại chúng: Các ngươi nên biết hai vị đồng tử đó là pháp tính và vô minh, cũng như hai bàn tay, hai bàn chân của viên mãn Địa Tạng Bồ Tát. Tâm bất động của viên mãn Địa Tạng Bồ Tát là bản thể của chữ A. Nếu có chúng sinh biết tâm đó, quyết định thành tựu, liền diệt tam độc và được tự tại, muốn nguyện sanh quả Phật nào, tùy nguyện sanh. Nếu tất cả chúng sinh tại vị lai cung kính cúng dường viên mãn Địa Tạng Bồ Tát mà chẳng sinh nghi ngờ, thì sự mong cầu của đời này đều khiến cho đầy đủ, đời sau sinh về tịnh thổ, được vô sinh pháp nhẫn. Đức Phật nói kinh này xong, tất cả đại hội tâm đắc vui vẻ, tin nhận phụng hành. Phật nói kinh viên mãn Địa Tạng Bồ Tát hết. Nam mô viên mãn Địa Tạng Tôn, người nữ dễ sinh tâm an ổn. Nam mô viên mãn Địa Tạng Tôn, đầy đủ thân căn ý tự tại. Nam mô viên mãn Địa Tạng Tôn, mọi người đều trừ thể bệnh chắc. Nam mô viên mãn Địa Tạng Tôn, thọ mệnh lâu dài, thành nguyện nguyện thành tựu. Nam mô viên mãn Địa Tạng Tôn, thông minh trí tuệ giữ giới cấm. Nam mô viên mãn Địa Tạng Tôn, tài bảo dư thừa giúp nghèo túng. Nam mô viên mãn Địa Tạng Tôn, mọi người yêu kính không sợ hãi. Nam mô viên mãn Địa Tạng Tôn, lúa gạo được mùa dân an vui. Nam mô viên mãn Địa Tạng Tôn, thần minh gia hộ trừ tai nạn. Nam mô viên mãn Địa Tạng Tôn, chứng đại bồ đề thành Phật đạo. Chân ngôn án ha 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 vi sa ma duệ sa bà ha, án ha 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 vi sa ma duệ sa bà ha, án ha 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 vi sa ma duệ sa bà ha, om ha 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 visame so ha, om ha 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 visame so ha, om ha 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 visame so ha. Tán Địa Tạng đại sĩ thệ nguyện rộng sâu, gậy vàng chấn u minh, mưa hoa tuôn thơm phất, đại địa bày xuân tươi. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Hồi hướng, này công phu đọc tụng kinh Phật nói viên mãn Địa Tạng Bồ Tát, con xin hồi hướng cho. Nguyện hồi hướng đến các dịch giả cùng ngài Địa Tạng và chư thiện đi tất khắp 10 phương, cư sĩ Huyền Thanh, người dịch kinh ra Việt văn, tùy dân cõi Phật sẽ được như đăng Phật quốc, cư sĩ Phra Nguyễn dạo đến và chú giải kinh này cửu trụ lâu dài, để những người in ấn kinh văn viết vẽ thì đều như ông Phật đồng được thân chánh pháp tạng. Nguyện chánh pháp này cửu trụ ở đời, đời không có Phật thánh hiền vắng bóng, có sẽ hằng truyền cái này phổ độ chúng sanh nhập biển trí tuệ của Như Lai. Nguyện cho con và tất cả chúng sinh, quỷ thần vong linh, chúng hữu tình đồng đọc kinh này mau chóng nhập lý thú của kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Kinh Viên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát.